Corticoid bôi ngoài da đã được sử dụng để điều trị cho rất là nhiều những cái bệnh lý nhiễm khuẩn ngoài da, do nó có tác dụng chống viêm rất là mạnh, cải thiện rất là tốt những cái dấu hiệu viêm nhiễm trên da rõ rệt. Tuy nhiên thì thuốc không điều trị tận gốc, gây ra cái tình trạng càng điều trị thì lại càng có cái nguy cơ là bị lạm dụng thuốc và làm gia tăng cái tác dụng không mong muốn. Và corticoid bôi ngoài da là loại thuốc mà chúng ta sẽ dùng trực tiếp trên da để làm giảm ngay những cái tình trạng như là đỏ, ngứa, ban sần hoặc là viêm trên da. Vì vậy nhóm thuốc này được sử dụng trong các bệnh lý như là eczema, viêm da tiếp xúc, vẩy nến, phát ban, thậm chí kể cả côn trùng đốt để giảm ngứa nữa, và rất là nhiều các bệnh lý nhiễm khuẩn về da khác. Thuốc bôi ngoài da corticoid thì có rất là nhiều dạng khác nhau như là dạng mỡ, dạng kem, dạng gel hay thậm chí dạng lotion, dạng bột, dạng dầu gội và nhiều cái hàm lượng khác nhau tùy theo các dạng nữa. Vậy thì những cái biến chứng nguy hiểm khi chúng ta sử dụng corticoid loại bôi là gì đây? Rất nhiều bạn nghĩ rằng là chóc bôi ngoài da thì không sao đâu, nhưng không phải như vậy mọi người nha. No. Tác dụng phụ thường gặp của corticoid bôi ngoài da đó là cái cảm giác châm chích da, bỏng rát nhẹ da. Cái cảm giác này thì thường sẽ biến mất sau vài lần sử dụng. Sau đó thì bôi lại không có vấn đề gì. Và ngoài ra thì thuốc có thể gây ra các tác dụng phụ khác như là teo mỏng da, rạn da, thay đổi sắc tố da hoặc là làm cho da dễ bị tổn thương, bầm tím, chậm lành vết thương, chậm liền sẹo, thậm chí gây ra viêm nặng hơn, mụn trứng cá đỏ, rậm lông ở những cái vùng điều trị, bội nhiễm nấm và vi khuẩn. Dù chúng ta chỉ dùng tại chỗ thôi nhưng mà một lượng thuốc vẫn có thể đi qua da và hấp thu vào dòng máu. Thông thường thì lượng thuốc này nhỏ và không gây ra các tác dụng phụ lớn đến toàn thân. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng corticoid hiệu lực mạnh liên tục dài ngày trên diện tích da lớn, cái lượng thuốc được hấp thu này có thể đủ lớn để gây ảnh hưởng, gây tác dụng phụ khác như có thể gây ra chậm lớn ở trẻ hay thậm chí là cái hội chứng cốt sinh. Hàng có thể để ngay phía bên trái để các bạn có thể thấy hình ảnh của hội chứng cốt sinh. Để mà chúng ta sử dụng corticoid tại chỗ một cách an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý như sau. Nếu chúng ta sử dụng dạng kem và thuốc mỡ thì hãy tư vấn kỹ lưỡng cho bệnh nhân là chỉ nên dùng một lượng thuốc đủ để tạo một lớp mỏng che kín cái vùng da của bệnh và hãy xoa nhẹ nhàng cho tới khi mà chúng ta không cảm thấy nhờn rít trên da nhiều nữa. Thì như vậy thuốc sẽ thẩm thấu tốt hơn với cái lượng vừa phải. Với những loại dạng xịt hoặc phun đầu bọt hoặc là loại dầu gội thì dược sĩ hãy tư vấn cho bệnh nhân dùng theo cái khuyến cáo của nhà xuất in trên cái vỏ và nhãn hộp mọi người nhé. Còn đối với cái liều dùng thông thường ấy thì sẽ tùy vào mức độ bệnh lý, nhưng mà trung bình sẽ rơi vào tầm khoảng 2 lần, có thể đến 3 lần một ngày. Nhưng không tự ý sử dụng nhiều lần hơn, hoặc sử dụng lên vùng mặt thì cần thực sự hết sức hạn chế, hay là khu vực mụn vệ sinh dục hay là hậu môn, và không nên dùng ở vùng da không lành nặng hoặc vùng da mà hay cọ sát vào nhau. Và chúng ta không che vùng da bôi thuốc bằng gạc mọi người nhé. Thời gian điều trị cho một đợt cấp thông thường có thể sẽ là tầm khoảng 1 cho đến 2 tuần. Đối với vài bệnh về da thì đợt điều trị có thể dài hơn hoặc cần điều trị lặp đi lặp lại cho nhiều đợt. Cho nên chính vì vậy thì dược sĩ chúng ta cần tư vấn rất là kỹ cho bệnh nhân về cái lộ trình điều trị lúc đầu để họ tránh bộ thuốc giữ chừng mọi người nhé. Và trong những cái trường hợp như là bệnh nhân đang sử dụng một corticoid bôi ngoài da rồi và đang kéo dài, có thể kéo dài từ vài tuần trở lên, thì chúng ta không cho dùng thuốc đột ngột mà cần là chúng ta bôi giảm số lần mỗi ngày từ từ để lúc này làm cho da thích nghi kịp thời hơn và tránh bị những cái biến chứng có thể là sẽ gặp phải. Và khi chúng ta sử dụng đồng thời nhiều thuốc dùng ngoài thì chúng ta nên cho bệnh nhân dùng cách nhau giữa các loại thuốc khác nhau. Ví dụ hàng lấy như sau, cách nhau khoảng 30 phút chẳng hạn để tránh làm loãng nồng độ corticoid hoặc tránh làm lan thuốc đến những cái vùng da mà không cần thiết phải sử dụng. Nếu như mà sử dụng corticoid ngoài da cùng với sản phẩm dưỡng ẩm thì chúng ta nên bôi sản phẩm dưỡng ẩm trước khoảng 30 phút thì chúng ta mới bắt đầu bôi lại corticoid. Và cái điều quan trọng nhất đó chính là dược sĩ không nên mán những cái sản phẩm chế phẩm bôi ngoài da mà có chứa corticoid cho bệnh nhân khi mà chúng ta chưa biết rõ tình trạng và bệnh lý bệnh nhân đang mắc phải. Corticoid là con dao hai lưỡi mọi người ạ. Và bên cạnh những cái mặt lợi thì nó luôn luôn bao gồm những cái mặt hại và những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Và trong vai trò là một người có chuyên môn trong việc tư vấn và sử dụng thuốc, chúng ta cần dùng đúng lúc, đúng chỗ, đúng bệnh, đúng người để gia tăng hiệu quả nhưng vẫn mang lại an toàn cho khách hàng của mình.